Trên tay của mình đang là hai cái viên pin của Nokia luôn, nhưng mà nó khác nhau ở cái vấn đề là cái viên pin này là cái công nghệ là LiPo, thì các bạn có thể thấy nè, nó có ghi ở đây là LiPolymer. Cái viên pin này là của Nokia X302 Touch and Light, còn cái viên pin này là của cái chiếc Nokia X2 Dual. Thì cái viên pin này nó là cái công nghệ Li-ion. Trong cái video này mình sẽ nói về hai cái công nghệ pin đang được sử dụng rất là rộng rãi trong rất là nhiều cái thiết bị di động cũng như là xe hơi, xe điện hiện tại, và những cái công nghệ pin gọi là được gọi là đột phá trong tương lai. Thì hai cái công nghệ pin mà đang được sử dụng rất là rộng rãi hiện tại đó chính là, đầu tiên sẽ là pin Li-ion và tiếp theo là pin LiPo. Thì cái điểm chung của hai cái công nghệ pin này, nó là được sạc và xả hàng trăm lần, có thể là lên đến hàng ngàn lần nếu mà các bạn sử dụng đúng cách. Còn cái điểm khác nhau là gì? Điểm khác nhau là cái công nghệ pin LiPo này nó sẽ có giá thành cao hơn so với pin Li-ion, cho nên hiện tại pin Li-ion vẫn đang được rất là nhiều các cái nhà sản xuất smartphone sử dụng. Vậy thì pin LiPo này nó mắc hơn thì nó sẽ có những cái ưu điểm vượt trội nào hơn so với cái pin Li-ion có? Đầu tiên sẽ là về cái thiết kế. Thì pin LiPo này bên trong nó sử dụng là cái chất rắn, cho nên nó sẽ hạn chế được cái vấn đề mà cháy nổ. Nhưng mà khi đã nổ thì sẽ là nổ lớn. Đây có thể gọi là cái ưu điểm, cũng là cái nhược điểm của pin LiPo. Rất khó cháy, nhưng khi đã cháy là cháy nổ lớn. Cho nên là các bạn cẩn thận, cho dù là cái công nghệ pin nào thì các bạn khi mà sạc thì các bạn cũng lưu ý cái vấn đề nhiệt độ của pin, tránh cái trường hợp mà vừa sạc vừa sử dụng làm cho cái việc nào mà nóng lên thì nó sẽ nhẹ, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của cái viên pin, còn nặng có thể gây ra quả quạng. Là do cái thiết kế bên trong là chất rắn, cho nên là cái pin LiPo này nó được thiết kế rất là nhiều cái hình dạng khác nhau, cũng như cái độ mỏng, độ dày, cái độ mỏng khác nhau phù hợp cho cái thiết bị mà có cái thiết kế mỏng. Còn cái pin Li-ion này bên trong nó là cái chất lỏng, cho nên nó sẽ được bao bọc ở bên ngoài là một cái lớp kim loại nữa. Và bình thường cái thiết kế của cái dạng mà pin Li-ion này nó chỉ được hình chữ nhật hoặc là hình vuông thôi, chứ nó sẽ không có được những cái hình dạng đa dạng như pin LiPo này nhé các bạn. Vậy thì khi chọn mua, các bạn sẽ chọn mua là pin LiPo hay là Li-ion? Thì câu trả lời của mình là các bạn không cần phải quan tâm là các hãng đang trang bị cái công nghệ nào cho chiếc smartphone của mình, bởi vì hiện tại các hãng đã tối ưu được cái vấn đề đó, cho nên là mình không cần quan tâm. Và hiện tại các thiết bị nó đều được sản xuất là gọi là với cái thiết kế nguyên khối, thì chúng ta cũng không thể nào mà mở cái nắp lưng ra để coi bên trong nó là pin LiPo hay là pin Li-ion. Nhưng mà cái vấn đề các bạn quan tâm chỉ là cái vấn đề mà chúng ta sạc xài làm sao mà để cho cái thiết bị của mình nó đảm bảo được cái tuổi thọ của viên pin được lâu bền hơn và tránh được cái trường hợp quả quạng thôi. Thì cái cách sử dụng như thế nào để cho cái tuổi thọ của viên pin mà lâu bền thì theo như một số cái thông tin mà mình biết được, thì cái thời lượng mà cái dung lượng pin mà để tốt nhất cho cái tuổi thọ của viên pin là vào khoảng 30% cho đến 80%. Thì tức là chúng ta sẽ không được xài cho nó cạn và cũng như không được sạc quá đầy. Cái vấn đề mà không sạc quá đầy thì các bạn cũng không cần phải quá lo lắng. Tại vì sao? Tại vì các hãng hiện tại đã làm phần mềm rất là thông minh. Ví dụ như cái điện thoại của mình nó báo là pin đã đầy 100% thì chưa chắc. Nhiều khi cái dung lượng pin thực tế nó chỉ mới đạt tới 80%, thì các hãng cho cái phần mềm báo hiển thị cho mình thấy là 100%, để cho cái cơ giới mà tự động ngắt cái nguồn điện vào, làm cho cái dung lượng pin nó không có vượt quá cái ngưỡng an toàn, khi đó cái tuổi thọ của pin sẽ được đảm bảo. Và khi các bạn xài pin về nó báo pin yếu đi, hoặc là về 0% thì chưa chắc là cái điện thoại, cái viên pin nó đã hết về 0%. Đó cũng chỉ là phần mềm hiển thị cho chúng ta biết là cái viên pin đó nó về 0% để chúng ta sạc thôi. Nhưng mà có khả năng thì cái trong cái viên pin đó nó vẫn còn cái dung lượng là khoảng 10-20% để đảm bảo được cái vấn đề mà cái viên pin không bị xả cạn kiệt. Thì cái hậu quả mà nếu một cái viên pin bị xả cạn kiệt thì các bạn có biết nó như thế nào không? Thì đối với cái pin mà Li-ion này, bên trong nó là chất lỏng, thì khi mà nó không có
cái nó không được, nó không còn binh bên trong nữa, mà để cái thời gian dài thì các cái đó nó sẽ bị đóng thành cái tinh thể và làm cho cái tuổi thọ binh nó sẽ bị giảm. Cho nên là cái vấn đề mà xài binh sạc binh thì hiện tại chúng ta không có như ngày xưa nữa. Đối với ngày xưa là cái công nghệ binh là Niken, thì cái công nghệ binh đó nó có cái hiệu ứng nhớ, thì khi các bạn xài thì có cái lượng, ngày xưa người ta có cái lực phiên mà khi mà sạc thì phải sạc cho thiệt là đầy, và khi xài xài cạn mới được sạc tiếp. Tại vì sao? Tại vì cái hiệu ứng nhớ đó, ví dụ như các bạn sạc cái viên binh ngày xưa với cái đến cái dung lượng là 60% mà các bạn rút ra không sạc tiếp nữa, thì khi đó những cái lần sạc tiếp theo nó đến cái khoảng mà 60% nó sẽ tự động ngưng và nó không còn nạp nữa, thì chúng ta sẽ bị mất một cái khoản binh rất là lớn. Đó là cái gọi là cái hiệu ứng nhớ. Còn đối với cái hai cái công nghệ binh hiện tại là LiPo và Li-ion thì cái hiệu ứng nhớ đã không còn nữa. Các bạn lưu ý là nó không còn nữa. Cho nên là chúng ta cứ thoải mái sạc và sạc lúc nào cũng được. Không nhất thiết là ví dụ như còn 50% nhưng mà chúng ta đang có cái công chuyện gì đó mà không cần phải xài tới, thì chúng ta có thể sạc hoặc là có thể rút ra để xài, tiếp tục xài, chứ không có quan trọng là dung lượng binh còn bao nhiêu hết nha các bạn. Thì chúng ta khá là thoải mái trong cái vấn đề mà sử dụng hai công nghệ binh hiện tại. Còn về cái vấn đề mà sạc qua đêm thì mình nghĩ là rất là nhiều cái điện thoại có cái lời khuyên là sạc qua đêm cũng không có hại gì. Ví dụ như là nó sẽ tự đầy thì nó sẽ tự ngắt, nhưng mà theo mình nghĩ thì cái vấn đề mà sạc qua đêm, ví dụ như sạc đầy nó ngắt, nhưng mà lỡ như cái cơ chế thông minh đó trên cái điện thoại đó nó sẽ không có hoạt động thì sao? Thì khi đó cái viên binh của điện thoại sẽ liên tục được nạp thì rất là nguy hiểm. Cho nên là mình nghĩ là hạn chế cái vấn đề sạc qua đêm. Đôi khi thì sạc qua đêm một hai lần thì sẽ không có ảnh hưởng gì hết, nhưng mà ngày nào cũng sạc qua đêm thì mình nghĩ là không nên lắm nha các bạn. Hầu như nhiều năm nay công nghệ binh trên điện thoại chưa có phát triển ngang bằng so với cái việc mà phát triển chip hay là cái cấu hình điện thoại ngày càng nâng cao lên và cái ứng dụng ngày càng tiêu tốn nhiều năng lượng hơn. Thì để đối phó với cái tình trạng đó thì các hãng cũng đã ra các cái công nghệ sạc nhanh được cải thiện từng năm, và hiện tại cái công nghệ mà sạc nhanh nhất hiện tại đang thuộc về Oppo với cái công nghệ sạc là VOOC 4.0, thì cái nguồn ra của nó lên tới 65W và có thể sạc đầy một cái dung lượng binh 4.000, một cái viên binh với cái dung lượng binh 4.000mAh trong vòng khoảng 45 phút. Và cái công nghệ sạc binh hiện tại á, thì nó các hãng làm theo cái kiểu mà sạc binh theo từng đợt khác nhau. Ví dụ như là nó sẽ sạc nhanh cho đến khi 80% nó sẽ bắt đầu chuyển qua sạc chậm để đảm bảo cho cái tuổi thọ của viên binh cũng như là nhiệt độ của viên binh không có tăng cao làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của viên binh. Chứ nó không phải là 65W thì nó sẽ đi 65W từ lúc 0% cho tới 100% thì không phải, có thể là từ 0% cho đến là 20-30% thì nó sẽ là chừng vài 20-30W thôi. Thì ví dụ như là tới cái trên 30% cho đến 80% thì nó sạc tối đa hết công suất, và qua khoảng 80% thì nó sẽ trở về với cái tốc độ sạc thường. Cho nên là nếu mà các bạn để ý với các cái điện thoại smartphone mà có hỗ trợ sạc nhanh thì các bạn sạc khoảng chừng 80% thôi thì nó sẽ chuyển qua cái chế độ sạc thường, thì khi đó các bạn sẽ thấy chậm hơn so với lúc đầu. Thì cái hãng làm như vậy là để đảm bảo cho cái tuổi thọ của viên binh không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ trong cái quá trình sạc. Cho nên là các bạn cũng không cần phải qua lo lắng là sạc nhanh nó sẽ gây nóng và gây ảnh hưởng tới cái tuổi thọ của viên binh. Có nhiều người mua một cái chiếc smartphone mắc tiền được tặng sạc nhanh nhưng mà về lại mua cái cục sạc thường để sạc vì nghĩ là cái cục sạc nhanh nó sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của cái viên binh. Thì theo mình được biết là đối với hai cái công nghệ binh này chúng ta có thể sạc đi sạc lại với khoảng là 500 lần sạc xả. Thì cái chu kỳ sạc xả nó sẽ tính là ví dụ như cái dung lượng binh này là 3.000mAh đi, thì ví dụ như các bạn sẽ sạc tới 50%, tức là 1.500, thì các bạn xài hết 1.500 thì nó không phải là nó tính như vậy là một chu kỳ sạc xả nha các bạn. Thì các bạn phải sạc hai lần như vậy, tức là hai lần 1.500 đó, hai lần 50% đó, thì nó sẽ tính là cái chu kỳ sạc xả là 3.000, đúng với cái dung lượng binh của cái điện của cái viên binh luôn, chứ không phải là mỗi lần sạc xả thì nó sẽ tính là một lần sạc. Thì nãy giờ mình đã làm rớt nhiều lần rồi, thì một cái lưu ý nữa là đối với những cái thiết bị binh này các bạn cũng tránh cái tình trạng mà làm rơi rớt thì nó sẽ ảnh hưởng, có thể gây cháy nổ. Tại đang có rất là nhiều cái công nghệ binh đột phá đang được nghiên cứu. Hiện tại đang có rất là nhiều cái công nghệ binh tiềm năng đang được phát triển ở trong các cái phòng thí nghiệm. Nhưng mà cái công nghệ binh mà được mong chờ nhất hiện tại là cái công nghệ binh graphic.
vì một lý do, vì một cái rào cản nào đó mà hiện tại các cái công nghệ này vẫn đang trong cái quá trình mà phát triển, đang trong cái quá trình thí nghiệm thôi, chứ chưa có một cái công nghệ đột phá nào được thương mại hóa hết. Cho nên là cái công nghệ mà sạc nhanh cũng như cái vấn đề tối ưu hóa cái việc tiết kiệm pin thì đang được tất cả các cái hãng smartphone gọi là ưu tiên hàng đầu. Các bạn có ý kiến gì về video thì có thể để lại comment phía bên dưới video. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.